Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Thanh Bãi Hà Nội. Hôm nay thì em vừa mới làm thêm được 20 chương trình băng cassette chất lượng cao để phục vụ anh em nào mà có nhu cầu thử dàn máy âm thanh. Tất cả những chương trình băng cassette bên em thì đều được thu trực tiếp từ băng gốc sang, tốc độ chậm 1x cho nên là âm thanh rất là chuẩn này, chi tiết, ấm và sắc nét các bác nhá. Các bác quan tâm chương trình băng cassette nào thì có thể nhắn tin qua Zalo bên em 0912 906 897 để em soạn băng cho mình. BM Jitsu D từ 3 băng trở lên, miễn phí ship từ 5 băng. Bác nào mà mua 10 băng thì em sẽ tặng thêm 1 băng để kỷ niệm nhé. Phần lớn chương trình ngày hôm nay thì để có cả nhạc vàng này, nhạc xưa này, nhạc trữ tình này, và có cả nhạc quê hương, nhạc acoustic nữa. Thì em sẽ quay lần lượt từng băng một để cả nhà mình tham khảo thử nhé. Mở đầu là album Tuấn Vũ Giao Linh Đôi Mắt Người Xưa, một cái album rất là nổi tiếng của cặp song ca này. Tất cả những chương trình băng bên em thì đều là băng Maxell 90 này, băng mới tinh các bác nhá, đảm bảo là chất lượng âm thanh tốt nhất trên thị trường luôn, và giá chỉ có 150 một băng thôi, rất là vừa tiền và hợp lý đấy ạ. Băng thì đều được in list bài hát này và in ảnh các thứ rất là đầy đủ, thì cho anh em mình thử băng cảm thấy nó chất lượng nhất. Băng tiếp theo là The Best ở Trường Vũ Gặp Nhau Làm Chi, phát hành bởi Trung Tâm Asia. Đây cũng là một cái chương trình tuyển chọn rất là nhiều những ca khúc hay của Trường Vũ, như là Gặp Nhau Làm Chi, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ, Căn Nhà Ngoại Ô, Bông Cỏ May, rồi thì Rừng Lá Thấp và Núi Đôi. Gặp Nhau Làm Chi 150 các bác nhá. Băng tiếp theo là Cay Đắng Bờ Môi của Hồng Trúc 7. Hồng Trúc thì có khá là nhiều album hay. Ngoài Hồng Trúc 7 thì các bác có thể mua cả Hồng Trúc Cho Người Vào Cuộc Chiến, Hồng Trúc 8, Hồng Trúc 13 hoặc là Hồng Trúc 14 đều được. Trong này thì em rất là thích ca khúc Cay Đắng Bờ Môi này, Chuyện Hai Vì Sao Lạc với cả 10 Năm Tình Cũ. Âm thanh rất là ấn tượng, rất là sắc nét. Bát chép của cái Hồng Trúc 7 phải nói là nảy tanh tách rất là sướng tai đúng không? Bác nào mà nghe thử đĩa CD của Hồng Trúc rồi chắc chắn là biết chất âm của cái album này rồi. Ăn cái album tiếp theo là chủ đề nhạc nước ngoài cho bác nào đổi gió nhá, Boney M và Modern Talking. Chủ yếu những chương trình băng nước ngoài bên em thì sẽ là những cái ban nhạc nổi tiếng hồi thập niên 80-90 thôi, như là Boney này, rồi thì có Modern, có ABBA các thứ. Còn những cái ban nhạc khác thì tạm thời em chưa làm nhé, bởi vì nó không có băng gốc để mình làm. Modern Talking cũng thế này, toàn tuyển chọn những ca khúc hay nhất của cái ban nhạc này. Trong này thì có Sexy Sexy Lover này, rồi thì Don't Give Up, hay là Just Like an Angel, Cherry Cherry Lady, trong này có đầy đủ nhá. Tất cả là băng mới tinh các bác, 150 một băng ạ. Bên em sẽ nhận ship từ 3 băng, miễn phí ship từ 5 băng. Bác nào mà mua 10 băng thì em tặng thêm 1. Chương trình tiếp theo là Tuấn Vũ Giọt Lệ Đài Trang, phát hành bởi Trung Tâm Người Đài Bình Dương. Một album khá là hay khi mà có Thành Phố Mưa Bay, Người Ngoài Phố, Hai Vì Sao Là, Trăm Mến Ngàn Thương, và đặc biệt là ca khúc Giọt Lệ Đài Trang qua giọng ca của danh ca Tuấn Vũ, cũng có giá 150 các bác nhá. Rừng Lá Thay Trưa album số 2 của Như Quỳnh. Album này thì đều là những cái album gần như đầu tay của Như Quỳnh, cho nên là chất lượng âm thanh rất là tốt, hòa âm phối khí bởi Trúc Hồ Trúc Sinh, phát hành bởi Trung Tâm Asia, âm thanh nổi 3D sao nhá. Rừng Lá Thay Trưa 150 này. Phía dưới đây thì em có tiếng hát Phi Nhung với 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Album này cũng rất là hay của Phi Nhung, có giá 150 các bác nhá. 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm. Album bên này là em có Hoàng Oanh. Bác nào mà thích nghe Hoàng Oanh sau năm 75 thì có cái album tuyển chọn Chuyến Tàu Vĩnh Tuyến này là em thấy là hợp lý nhất. Còn ngoài ra Hoàng Oanh thì có một số album thu âm trước năm 75 nữa, cho bác nào quan tâm thì có thể nhắn tin riêng, em sẽ gửi ảnh cho mình chọn thử. Còn trong Chuyến Tàu Vĩnh Tuyến này gần như là có nhiều ca khúc hay nhất rồi, Câu Chuyện Đầu Năm, Chuyện Một Cây Cầu Đã Gãy này, hay là Chuyến Tàu Vĩnh Tuyến, rồi thì một số bài song ca với cả Trung Chỉnh nữa. Acoustic thì em có Tuấn Anh, Tuấn Hiệp, có Phương Phương Thảo, đương nhiên là phải nhắc đến giọng ca nữ đang rất là hot trong thời gian gần đây. Phương Phương Thảo Yêu Em Một Đời là cái album mới nhất, đĩa CD mới nhất của Phương Phương Thảo. Bây giờ thì đã có cái định dạng băng cassette như này rồi, đều là những ca khúc rất là nhẹ nhàng, rất là sâu lắng. Giọng ca của nàng thỏ thì nghe đúng là nghiện luôn đúng không? Phương Phương Thảo Yêu Em Một Đời này, 150 này. Chế Linh Hương Lan Người Sang Người, album này cũng rất là nổi tiếng của Trung Tâm Thúy Nga đây. Album này thì em đang giao cũng 150 nhá, tất cả đồng giá hết. Chế Linh Hương Lan Người Sang Người. Bác nào mà thích dòng nhạc đỏ thì bên em băng cassette có những cái giọng ca như là Thu Hiền, Anh Thơ, Tân Nhàn, Trọng Tấn. Và hôm nay thì em có một cái album khá là hay, đó là Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông của Thu Hiền, Trung Đức. Album này phát hành bởi Trung Tâm Băng Nhạc Trẻ.
người đi xây hồ kẻ gỗ này, rồi thì tình ca đỏ, tình ca quê hương trong này có rất là đầy đủ. 150 này. Thiên Trang ngày em 20 tuổi. Một trong những album rất là nổi tiếng của giọng ca Thiên Trang. Cả nhà có thể nhìn qua clip bài ở đây nhá. Chỉ hai đứa mình thôi nhé. Cánh hoa yêu, hạnh phúc lang thang, ngày em 20 hay là tình nồng cháy. Cũng là 150. Chế Linh Thói Đời. Riêng băng cassette Chế Linh thì rất là nhiều nhá, nhưng mà hôm nay thì em nhặt được một số băng này. Chế Linh Thói Đời phát hành ở trung tâm Làng Văn, khá là nhiều ca khúc hay. Điển hình thì mình có thể nói đến như là Mùa Thu Trong Mưa, Sao Đổi Ngôi, Thành Phố Buồn, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, hay là Đôi Ngả Chia Ly và Con Đường Mang Tên Em. Chế Linh Thói Đời đây, băng Maxell 90 mới tinh các bác nhá. Em biết rằng là các bác chơi băng cassette thì nhiều bác còn sưu tầm chơi cả cái phôi băng rất là đắt tiền, có những cái phôi trắng thôi mà đã hàng trăm nghìn rồi, nhưng mà bên em thì sẽ làm chỉ làm cái phôi Maxell như này cho nó dễ này, nó dễ thu ghi và đồng thời là đều là băng mới, mình dùng nó lành hơn. Còn em không kinh doanh phôi nhá, em chỉ tập trung vào cái chất lượng chương trình làm sao nó tốt nhất có thể cho anh em mà thôi. Phía dưới đây thì em có Nụ Hoa Nhỏ Hương Lan, một trong những album rất là nổi tiếng phát hành của trung tâm Thúy Nga. Trong này thì có một số bài song ca với Tuấn Vũ cũng khá là ok nữa nhá, Nụ Hoa Nhỏ. Chế Linh Tình Bơ Vơ, album thu âm trước năm 75 của Chế Linh. Nhắc đến Chế Linh là trước năm 75 là phải nhắc đến album này rồi. Ngoài trước năm 75 có Chế Linh ra thì em còn có băng của Thanh Tuyền nữa này, có Duy Khánh này, có Giao Linh, có Hoàng Oanh, cho bác nào mà quan tâm nhá. Giao Linh Tâm Sự Với Anh, một album thu âm sau năm 75 mà chương trình tiếng rất là tốt, để vì đây là thời mà Giao Linh còn rất là trẻ. Ai Khổ Vì Ai, Bài Hát Này Cho Anh, Hoa Tím Ngày Xưa, Kể Chuyện Trong Đêm, Ngày Mai Không Có Anh, hay là Tâm Sự Với Anh và Một Chuyến Bay Đêm cũng có giá là 150. Và em cũng nói rõ luôn với các bác là bên em không nhận thu băng theo chương trình đâu nha, mà em sẽ chỉ bán theo những cái chương trình băng gốc có sẵn ấy. Chẳng hạn như là em có trung tâm nó phát hành những cái băng như nào, lead bài như nào thì em sẽ in y hệt như vậy, chứ em không nhận thu theo yêu cầu đâu. Thì cả nhà lưu ý giúp em một chút nhá. Đoạn Tuyệt của Chế Linh Thanh Tuyền, album phát hành bởi Làng Văn, cặp đôi song ca huyền thoại. Trong album này thì có rất là nhiều những ca khúc hay như là Biển Mặn này, Cho Người Tình Lỡ, Nửa Đêm Nguyện Cầu, Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, Lời Kẻ Đăng Trình, hay là Nếu Một Ngày. Bác nào mà thích cặp song ca Chế Linh Thanh Tuyền thì còn rất là nhiều album hay nhá. Hôm nay thì em chọn ra album Đoạn Tuyệt này để làm ví dụ ạ. Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, hiện tại em có Biển Nhớ, có Tình Nhớ, có ca khúc Da Vàng, hay là có một album em không nhớ như nào nhỉ, hát cái gì 50 năm cái gì đấy của Khánh Ly ấy, tiếng rất là hay. Thì đây là album Biển Nhớ với những sáng tác của Trịnh Công Sơn các bác nhá. Khánh Ly hát nhạc Trịnh thì đúng là nữ hoàng nhạc Trịnh rồi. Và album cuối cùng để kết thúc clip ngày hôm nay là cái băng Như Quỳnh Một Chuyện Hoa Sim, album đầu tiên của Như Quỳnh, cũng là album đưa giọng ca của Như Quỳnh thành một trong những ngôi sao hải ngoại sáng nhất luôn. Chuyện Hoa Sim trong này thì có rất là nhiều những ca khúc kinh điển như là Người Tình Mùa Đông nữa này, Mưa, Mộng Du, Lá Diêu Bông, Chuyện Hoa Tiêu Gôn, hay là liên khúc Mưa và Mưa Qua Phố Vắng, song ca với cả Mạnh Đình. Album cũng có giá 150 thôi nhá. Bên cạnh những chương trình băng cassette thì bên em vẫn cung cấp thêm cả đĩa CD chất lượng cao này, rồi thì đĩa than và băng cuối. Bác nào mà quan tâm có thể nhắn tin qua Zalo bên em 0912 906 897 để em tư vấn và báo giá thêm cho mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cả nhà nghe nhạc thật là vui vẻ.